Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Success Con Đường Thành Công, nơi phân tích chuyên sâu về các sự kiện kinh tế, chính trị toàn cầu. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về một sự kiện đang khiến cả thế giới, đặc biệt là phương Tây, phải chấn động. Nga vừa chính thức vượt qua Nhật Bản, trở thành nền kinh tế lớn thứ bươn trên thế giới, tính theo sức mua tương đương, theo báo cáo mới nhất của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF. Một sự kiện đáng kinh ngạc khi chỉ vài năm trước, nhiều người vẫn còn nghi ngờ về tương lai của nền kinh tế Nga dưới áp lực trừng phạt từ phương Tây. Hãy cùng quay lại một chút thời điểm năm 2014 khi Nga tổ chức cuộc trưng cầu dân Ý ở bán đảo Crimea và quyết định tái sáp nhập vùng lãnh thổ này về với đất mẹ. Đây chính là thời điểm mà phương Tây bắt đầu ban hành hàng loạt lệnh cấm vận đối với Nga. Các biện pháp trừng phạt từ đó ngày càng gia tăng và đỉnh điểm là trong những năm gần đây sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào năm 2022 những đòn trừng phạt này được ví như đòn trừng phạt từ địa ngục với mục tiêu làm suy yếu và đẩy nền kinh tế nga đến bờ vực sụp đổ nhưng sự thật lại đi ngược với những gì phương tây mong đợi không chỉ trụ vững trước những lệnh cấm vận khắc nghiệt nga còn từng bước vươn lên vượt qua các nền kinh tế lớn như anh pháp đức tại châu âu và giờ đây là nhật bản để trở thành một trong bốn nền kinh tế lớn nhất toàn cầu vậy làm thế nào mà nga có thể đạt được kỳ tích này vượt qua hàng loạt khó khăn và thách thức điều này sẽ tác động ra sao đến cục diện kinh tế toàn cầu đặc biệt là đối với phương tây hãy cùng chúng tôi phân tích chi tiết trong video ngày hôm nay nếu bạn quan tâm đến các vấn đề quốc tế và muốn hiểu rõ hơn về những chuyển động kinh tế quan trọng trên thế giới hãy comment tôi sẵn sàng ngay dưới video này đừng quên nhấn đăng ký kênh và bấm chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào nhé hãy cùng bắt đầu ngay thôi Phần 1. Phương Tây chấn động khi Nga vượt Nhật Bản thành nền kinh tế số bù thế giới. Một, Nga vượt Nhật Bản bước nhảy vọt trong nền kinh tế toàn cầu. Theo báo cáo từ Quỹ tiền tệ quốc tế, Nga đã chính thức vượt qua Nhật Bản để trở thành nền kinh tế lớn thứ tư thế giới nếu xét theo tổng sản phẩm quốc nội tính theo sức mua tương đương PP. Cụ thể, GDP của Nga năm nay chiếm 3,55% tổng GDP toàn cầu, trong khi Nhật Bản chỉ chiếm 3,38%. Đây là một bước tiến quan trọng đối với Nga quốc gia vốn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn về kinh tế và chính trị trong những năm qua. Việc Nga vươn lên vị trí này không chỉ thể hiện sự phục hồi mạnh mẽ sau những thách thức do các biện pháp cấm vận từ phương Tây, mà còn cho thấy quốc gia này đã tìm ra cách để tăng cường sức mạnh kinh tế bất chấp những khó khăn bên ngoài. Việc vượt qua Nhật Bản, một nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới, cũng là minh chứng cho sự thay đổi trong cơ cấu kinh tế toàn cầu khi các quốc gia mới nổi như Nga, Trung Quốc và Ấn Độ đang dần thay thế các nước phương Tây trong việc chi phối thị trường kinh tế toàn cầu. 2. Các yếu tố thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Nga Có nhiều yếu tố quan trọng góp phần vào sự tăng trưởng mạnh mẽ của kinh tế Nga trong những năm gần đây. Một trong những yếu tố lớn nhất chính là sự giàu có về tài nguyên thiên nhiên của Nga, đặc biệt là dầu mỏ và khí đốt. Nền kinh tế Nga phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu năng lượng, và trong bối cảnh giá dầu tăng cao, Nga đã hưởng lợi đáng kể từ việc xuất khẩu này. Ngoài ra, việc Nga chuyển hướng chiến lược sang các thị trường châu Á cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Quan hệ thương mại giữa Nga với các quốc gia như Trung Quốc, Ấn Độ và các nước Đông Nam Á đã tăng mạnh, giúp Nga tìm được những thị trường mới để bù đắp cho sự suy giảm của thị trường châu Âu sau các lệnh trừng phạt. Sự phát triển của các ngành công nghiệp nội địa đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ và quốc phòng, cũng góp phần vào sự tăng trưởng của Nga. Các doanh nghiệp Nga đã trở nên linh hoạt hơn trong việc ứng phó với những hạn chế từ bên ngoài, nên đồng thời tập trung vào việc tự phát triển và sản xuất các sản phẩm công nghệ cao để phục vụ cho nhu cầu nội địa và xuất khẩu. 3. Những thách thức phía trước. Mặc dù nền kinh tế Nga đang có những bước tiến đáng kể, nhưng IMF và các tổ chức tài chính quốc tế khác vẫn cảnh báo về những thách thức mà Nga sẽ phải đối mặt trong những năm tới. Tăng trưởng GDP của Nga được dự báo sẽ giảm xuống chỉ còn 1,3% vào năm 2025, thấp hơn so với mức 1,5% mà IMF dự đoán trước đó. Điều này cho thấy Nga sẽ phải đối mặt với những thách thức lớn hơn trong việc duy trì đà tăng trưởng kinh tế hiện tại. Một trong những thách thức lớn nhất đối với Nga là vấn đề đa dạng hóa nền kinh tế. Hiện tại, Nga vẫn phụ thuộc quá nhiều vào ngành năng lượng đặc biệt là xuất khẩu dầu mỏ và khí đốt. Nếu giá năng lượng giảm hoặc nếu các biện pháp cấm vận được siết chặt hơn, nền kinh tế Nga sẽ gặp nhiều khó khăn. Do đó, việc đa dạng hóa các ngành công nghiệp và tìm kiếm các nguồn thu khác ngoài năng lượng sẽ là một trong những mục tiêu quan trọng mà chính phủ Nga cần phải đạt được trong tương lai. Thêm vào đó, tình hình chính trị quốc tế và căng thẳng với phương Tây vẫn là những yếu tố khó lường có thể ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế của Nga. Các lệnh trừng phạt từ phương Tây vẫn đang là một rào cản lớn đối với Nga, đặc biệt là trong việc tiếp cận công nghệ và thị trường tài chính toàn cầu. Nếu Nga không thể tìm ra các giải pháp để vượt qua những hạn chế này, nền kinh tế của quốc gia này có thể sẽ bị đình trệ trong dài hạn. Môn sự thay đổi trong cục diện kinh tế toàn cầu Việc Nga vượt qua Nhật Bản để trở thành nền kinh tế lớn thứ tư thế giới cũng là một dấu hiệu cho thấy sự thay đổi trong cục diện kinh tế toàn cầu. Trong những thập kỷ gần đây, các nước phương Tây như Mỹ, Nhật Bản và các nước châu Âu đã luôn chiếm ưu thế trong nền kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, hiện tại, chúng ta đang chứng kiến sự trỗi dậy của các nền kinh tế mới nổi như Trung Quốc, Ấn Độ và Nga. Cụ thể, Trung Quốc hiện đang là nền kinh tế lớn nhất thế giới xét theo sức mua tương đương chiếm 18,64% tổng GDP toàn cầu. Mỹ đứng thứ hai với 15,9% và Ấn Độ xếp thứ ba với 7,09%, Nga với tỷ trọng 3,55% giờ đây đã vượt qua Nhật Bản để nắm giữ vị trí thứ tư. Điều này cho thấy rằng cục diện kinh tế toàn cầu đang ngày càng chuyển dịch từ phương Tây sang các quốc gia châu Á và các nước đang phát triển. Trong tương lai, chúng ta có thể thấy nhiều thay đổi hơn nữa khi các quốc gia như Indonesia và Brazil cũng đang vươn lên với tốc độ tăng trưởng nhanh chóng năm tương lai của Nga trong nền kinh tế thế giới. Mặc dù IMF dự báo tăng trưởng kinh tế của Nga sẽ chậm lại trong những năm tới, nhưng quốc gia này vẫn có cơ hội để tiếp tục duy trì vị trí trong top 4 nền kinh tế lớn nhất thế giới. Báo cáo của IMF cho thấy đến năm 2029, Nga sẽ vẫn giữ vững vị trí này với tỷ trọng GDP là 3,23%, chỉ cao hơn Nhật Bản một chút, 3%. Tuy nhiên, một thách thức lớn đối với Nga là sự cạnh tranh từ các nền kinh tế mới nổi khác. Indonesia với tốc độ tăng trưởng nhanh chóng được dự báo sẽ vượt qua Nga vào năm 2029. Điều này có nghĩa là Nga sẽ phải nỗ lực nhiều hơn để duy trì vị thế của mình, không chỉ bằng cách tiếp tục dựa vào xuất khẩu năng lượng mà còn bằng cách thúc đẩy các ngành công nghiệp khác như công nghệ, quốc phòng và nông nghiệp. Ngoài ra, để tiếp tục tăng trưởng, Nga cần tập trung vào cải cách kinh tế, nâng cao năng suất lao động và cải thiện hệ thống giáo dục và y tế. Những cải cách này sẽ giúp Nga xây dựng một nền kinh tế bền vững hơn, không phụ thuộc quá nhiều vào xuất khẩu năng lượng và có thể cạnh tranh hiệu quả trên thị trường toàn cầu. Việc Nga vượt qua Nhật Bản để trở thành nền kinh tế lớn thứ tư thế giới là một thành tựu quan trọng, minh chứng cho sự phục hồi và phát triển mạnh mẽ của Nga sau những năm khó khăn. Tuy nhiên, tương lai của nền kinh tế Nga vẫn còn nhiều thách thức và để duy trì đà tăng trưởng này, Nga sẽ cần phải đối mặt và giải quyết những vấn đề cốt lõi như đa dạng hóa nền kinh tế và cải cách cơ cấu. Trong bối cảnh cục diện kinh tế toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng, Nga sẽ phải nỗ lực để không chỉ giữ vững vị trí của mình mà còn tận dụng cơ hội để phát triển hơn nữa. Dù vậy, với tiềm năng tài nguyên và chiến lược kinh tế khôn ngoan, Nga hoàn toàn có khả năng duy trì và củng cố vị trí của mình trong nền kinh tế toàn cầu. Phần 2, chiến lược của Nga trước cấm vận và vai trò của vàng. Vào tháng 2 năm 2022, sau một loạt nỗ lực bảo vệ cư dân gốc Nga tại miền đông Ukraine nhưng không thành công, Nga đã quyết định phát động chiến dịch quân sự nhằm phi phát xít hóa và phi quân sự hóa Ukraine. Đây là sự kiện khiến phương Tây ngay lập tức áp đặt các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ nhất từ trước đến nay. Một trong những hành động quyết liệt nhất là việc phương Tây đóng băng 300 tỷ đô la dự trữ quốc tế của Nga. Việc đóng băng tài sản này không khác gì một hành động ăn cướp công khai và là một đòn mạnh mẽ nhằm vào nền kinh tế Nga. Nhưng thay vì rơi vào khủng hoảng, Nga đã phản ứng vô cùng bình tĩnh và khôn ngoan. Chính phủ Nga đã nhanh chóng đẩy mạnh việc tích trữ vàng. Một chiến lược mang tính sống còn trong bối cảnh nước này bị cô lập khỏi hệ thống tài chính quốc tế do phương Tây kiểm soát vàng đã trở thành lá chắn bảo vệ nền kinh tế nga khỏi sự biến động của các lệnh cấm vận không chỉ dừng lại ở đó nga còn tiếp tục duy trì và phát triển quan hệ kinh tế với những đối tác quan trọng như trung quốc và các quốc gia trung đông bất chấp sức ép từ phương tây việc nga đẩy mạnh mua vàng không chỉ đơn thuần là một biện pháp phòng thủ mà còn là bước đi chiến lược trong việc xây dựng một trật tự tài chính mới nga đang dần dần tạo ra một hệ thống tài chính toàn cầu trong đó đồng đô la mỹ không còn là trung tâm. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh kinh tế thế giới ngày càng phụ thuộc vào những thị trường mới nổi và các cường quốc kinh tế phi phương Tây. Một, đòn judo của Putin và sự thất bại của phương Tây. Trong việc xử lý những lệnh cấm vận từ phương Tây, chúng ta không thể không nhắc đến sự tài tình của tổng thống Nga Vladimir Putin. Người ta thường nói rằng Putin là bậc thầy về chiến thuật judo một môn võ chú trọng vào việc sử dụng sức mạnh của đối thủ để chống lại chính họ và trong trường hợp này ông đã áp dụng chiến thuật ấy một cách hoàn hảo một trong những lý do khiến các quốc gia khác lo sợ sau hành động đóng băng tài sản của nga là vì họ nhận ra rằng nếu ngay cả một cường quốc như nga còn bị cướp đoạt tài sản thì ai cũng có thể là nạn nhân tiếp theo điều này đã khiến nhiều quốc gia nhỏ hơn bắt đầu lo lắng và tìm kiếm những phương án thay thế nhằm giảm sự phụ thuộc vào hệ thống tài chính quốc tế do phương Tây kiểm soát. Putin đã lợi dụng nỗi lo sợ này và dẫn dắt một phong trào mới, nè, trong đó các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là những nước trong khối BRICS (Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi), bắt đầu bàn luận về việc xây dựng một hệ thống tài chính độc lập với phương Tây. Họ đã tổ chức nhiều cuộc họp để thảo luận về việc sử dụng đồng tiền mới, giảm thiểu sự lệ thuộc vào đồng đô la Mỹ. Một câu hỏi được đặt ra là. Tại sao Nga không rút tiền khỏi phương Tây trước khi tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine? Câu trả lời nằm ở sự khôn ngoan của tổng thống Putin. Nếu ông rút tiền trước, phương Tây sẽ ngay lập tức đề phòng và có thể thắt chặt các biện pháp phòng thủ tài chính. Nhưng bằng việc để lại một phần dự trữ, Nga đã lừa được phương Tây vào cái bẫy mà họ không ngờ tới. Phương Tây có thể đã cướp được 300 tỷ đô la của Nga, nhưng cái giá họ phải trả là sự sụp đổ của niềm tin vào hệ thống tài chính do họ kiểm soát. Sự mất niềm tin này còn có giá trị hơn 300 tỷ đô la rất nhiều, bởi nó đánh dấu sự khởi đầu của một sự thay đổi lớn trong trật tự tài chính toàn cầu. 2. Đòn phản công tài chính của Tổng thống Putin Hệ thống tài chính toàn cầu hiện tại đang dần dần thay đổi dưới tác động của nhiều yếu tố và Nga đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc thúc đẩy sự thay đổi này. Như chúng ta đã biết, Nga hiện đang đối mặt với một trong những loạt cấm vận nghiêm ngặt nhất từ phương Tây kể từ khi nước này tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào năm 2022. Tuy nhiên, điều khiến cả thế giới phải ngạc nhiên và thậm chí có phần chấn động là Nga không những không bị suy yếu như phương Tây mong đợi mà còn vươn lên mạnh mẽ về kinh tế, tạo ra một sự thay đổi lớn trong trật tự tài chính toàn cầu. Đầu tiên, chúng ta phải nhìn vào chiến lược tài chính thông minh của tổng thống Putin sau khi bị phương Tây ăn cướp 300 tỷ đô la dự trữ ngoại hối, nhiều người nghĩ rằng Nga sẽ rơi vào khủng hoảng. Nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Putin đã sử dụng một chiến lược có thể gọi là mượn sức đối phương để quật ngã đối phương, một chiêu thức tương tự như trong môn võ judo mà ông rất yêu thích. Bản chất của tiền tệ, như chúng ta đã biết, chỉ là giấy. Giá trị của nó dựa trên niềm tin của mọi người vào hệ thống tài chính. Khi niềm tin này sụp đổ, tiền tệ cũng chẳng còn giá trị gì. Và Putin đã khéo léo biến niềm tin đó thành một vũ khí phản công chống lại phương Tây. Việc phương Tây tham lam cố gắng chiếm đoạt tài sản của Nga không khác gì tự đẩy mình vào cái bẫy mà chính họ đã dựng lên. Hành động của phương Tây không chỉ làm tổn hại đến niềm tin của thế giới vào hệ thống tài chính quốc tế do họ kiểm soát, mà còn là cú đòn mạnh mẽ vào chính nền tài chính của họ. Các quốc gia khác, từ những nước nhỏ bé đến những nền kinh tế đang nổi đều giật mình nhận ra rằng nếu ngay cả một cường quốc như Nga cũng có thể bị cướp trắng trợn thì ai cũng có thể trở thành nạn nhân. Điều này đã mở ra cơ hội cho Nga xây dựng một hệ thống tài chính mới, nơi vàng đóng vai trò chủ đạo thay vì đồng đô la Mỹ. 3. Vàng, vũ khí bí mật của Nga. Vàng như chúng ta biết là một tài sản có giá trị thực sự đã được công nhận từ hàng ngàn năm nay, đó là một loại tài sản vật chất có thể lưu trữ trong nước và không bị phụ thuộc vào hệ thống tài chính quốc tế. Điều này giúp Nga miễn nhiễm với các lệnh phong tỏa và tịch thu tài sản từ phương Tây. Đây là lý do mà Nga đã gia tăng mua vàng với tốc độ nhanh chóng, trở thành một trong những nước có kho dự trữ vàng lớn nhất thế giới. Theo số liệu thống kê, chỉ riêng trong tháng 8 năm 2023, Nga đã mua vào một ngành 300 tấn vàng, dẫn đầu thế giới về lượng mua vàng. Tỷ trọng vàng trong dự trữ ngoại hối của Nga đã đạt mức kỷ lục, chiếm 31% tổng dự trữ ngoại hối. Đây là một bước đi chiến lược giúp Nga củng cố nền kinh tế, đồng thời bảo vệ tài sản của mình trước những rủi ro từ hệ thống tài chính quốc tế. Ngoài ra, Nga còn là một trong những nước sản xuất vàng lớn nhất thế giới, với sản lượng chiếm khoảng 10% tổng sản lượng vàng toàn cầu. Đây là yếu tố giúp nước này tự chủ hơn trong việc sử dụng vàng như một công cụ để đối phó với các lệnh cấm vận. Như các bạn đã thấy, Nga không chỉ sử dụng vàng như một tài sản dự trữ, mà còn biến nó thành phương tiện trao đổi linh hoạt trong bối cảnh các quốc gia như Venezuela cũng đã sử dụng vàng để đổi lấy hỗ trợ kỹ thuật trong sản xuất dầu mỏ, bất chấp các lệnh cấm vận từ phương Tây. Điều này chứng minh rằng vàng không chỉ là một phương tiện bảo vệ tài sản, mà còn là công cụ chiến lược giúp vượt qua phong tỏa kinh tế. 4. Bạc, một vũ khí tiềm năng khác của Nga Ngoài vàng, Nga cũng không bỏ qua bạc, một kim loại quý có giá trị không kém. Nga hiện đang đầu tư mạnh mẽ vào việc sản xuất bạc, với các dự án mới như mỏ Prognose, dự kiến cung cấp từ 140 đến 200 tấn bạc mỗi năm. Điều này đang khiến Hoa Kỳ lo lắng, vì nước này phải nhập khẩu bạc để đáp ứng tới 80% nhu cầu trong nước. Việc Nga tập trung vào bạc không chỉ là để bảo vệ nền kinh tế khỏi các lệnh cấm vận, mà còn là một chiến lược dài hạn để kiểm soát thị trường bạc toàn cầu. Nhiều quốc gia khác, có thể sẽ học theo Nga, gia tăng dự trữ bạc như một tài sản chiến lược và điều này có thể dẫn đến sự tăng giá mạnh mẽ của bạc, tương tự như những gì đã xảy ra với vàng trong thời gian gần đây. 5. Sự thống trị trong ngành sản xuất các kim loại quý khác. Không chỉ dừng lại ở vàng và bạc, Nga còn là nhà sản xuất hàng đầu thế giới về bạch kim và palladium, hai kim loại thiết yếu trong công nghiệp ô tô và sản xuất thiết bị điện tử. Nga kiểm soát khoảng 40% sản lượng palladium toàn cầu, giúp nước này giữ vai trò thống trị trong ngành công nghiệp này. Bạch kim và palladium là những nguyên liệu không thể thiếu trong nhiều ngành công nghiệp quan trọng. Và việc Nga nắm trong tay lượng lớn hai kim loại này đã tạo ra lợi thế lớn cho họ trong bối cảnh thế giới đang phải đối mặt với khan hiếm nguồn cung. 6. Tài nguyên khoáng sản, sức mạnh không thể bỏ qua của Nga Nga không chỉ giàu có về kim loại quý mà còn là một trong những nước sản xuất hàng đầu thế giới về khí đốt, dầu mỏ, nhôm, nickel và uranium. Những tài nguyên này là chìa khóa giúp nước Nga duy trì sức mạnh kinh tế bất chấp các lệnh trừng phạt từ phương Tây. Đặc biệt, việc Nga kiểm soát nguồn cung nickel đóng vai trò vô cùng quan trọng trong ngành sản xuất pin xe điện, một ngành đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu. Nickel là một trong những nguyên liệu cần thiết để sản xuất pin và việc Nga chiếm lĩnh thị trường này đã giúp nước này nắm trong tay một công cụ quan trọng để gây ảnh hưởng lên nền kinh tế toàn cầu. Như vậy, chúng ta có thể thấy rằng Nga đã không bị sụp đổ như phương Tây mong đợi sau loạt cấm vận lịch sử. Trái lại, họ đã sử dụng những chiến lược tài chính thông minh và khai thác triệt để những nguồn tài nguyên mà họ sở hữu để không chỉ giữ vững nền kinh tế mà còn vượt qua Nhật Bản trở thành nền kinh tế lớn thứ tư thế giới. Trong tương lai với sự hỗ trợ của vàng, bạc và các kim loại quý khác cùng với sự thống trị trong ngành sản xuất năng lượng và tài nguyên khoáng sản. Nga có thể tiếp tục duy trì vị thế của mình và thậm chí còn vươn lên mạnh mẽ hơn trong bối cảnh thế giới đang thay đổi nhanh chóng. 4. Bạc, một vũ khí tiềm năng khác của Nga. Ngoài vàng, Nga cũng không bỏ qua bạc, một kim loại quý có giá trị không kém. Nga hiện đang đầu tư mạnh mẽ vào việc sản xuất bạc, với các dự án mới như mỏ Prognos dự kiến cung cấp từ 140 đến 200 tấn bạc mỗi năm. Điều này đang khiến Hoa Kỳ lo lắng vì nước này phải nhập khẩu bạc để đáp ứng tới 80% nhu cầu trong nước. Việc Nga tập trung vào bạc không chỉ là để bảo vệ nền kinh tế khỏi các lệnh cấm vận, mà còn là một chiến lược dài hạn để kiểm soát thị trường bạc toàn cầu. Nhiều quốc gia khác có thể sẽ học theo Nga, gia tăng dự trữ bạc như một tài sản chiến lược và điều này có thể dẫn đến sự tăng giá mạnh mẽ của bạc, tương tự như những gì đã xảy ra với vàng trong thời gian gần đây. 5. Sự thống trị trong ngành sản xuất các kim loại quý khác. Không chỉ dừng lại ở vàng và bạc, Nga còn là nhà sản xuất hàng đầu thế giới về bạch kim và palladium, hai kim loại thiết yếu trong công nghiệp ô tô và sản xuất thiết bị điện tử. Nga kiểm soát khoảng 40% sản lượng palladium toàn cầu, giúp nước này giữ vai trò thống trị trong ngành công nghiệp này. Bạch kim và palladium là những nguyên liệu không thể thiếu trong nhiều ngành công nghiệp quan trọng. Và việc Nga nắm trong tay lượng lớn hai kim loại này đã tạo ra lợi thế lớn cho họ trong bối cảnh thế giới đang phải đối mặt với khan hiếm nguồn cung. 6. Tài nguyên khoáng sản, sức mạnh không thể bỏ qua của Nga Nga không chỉ giàu có về kim loại quý, mà còn là một trong những nước sản xuất hàng đầu thế giới về khí đốt, dầu mỏ nhôm nickel và uranium. Những tài nguyên này là chìa khóa giúp nước Nga duy trì sức mạnh kinh tế bất chấp các lệnh trừng phạt từ phương Tây. Đặc biệt, việc Nga kiểm soát nguồn cung nickel đóng vai trò vô cùng quan trọng trong ngành sản xuất pin xe điện, một ngành đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu. Nickel là một trong những nguyên liệu cần thiết để sản xuất pin, và việc Nga chiếm lĩnh thị trường này đã giúp nước này nắm trong tay một công cụ quan trọng để gây ảnh hưởng lên nền kinh tế toàn cầu. Như vậy, chúng ta có thể thấy rằng, Nga đã không bị sụp đổ như phương Tây mong đợi sau loạt cấm vận lịch sử. Trái lại, họ đã sử dụng những chiến lược tài chính thông minh và khai thác triệt để những nguồn tài nguyên mà họ sở hữu để không chỉ giữ vững nền kinh tế mà còn vượt qua Nhật Bản, trở thành nền kinh tế lớn thứ tư thế giới. Trong tương lai, với sự hỗ trợ của vàng, bạc và các kim loại quý khác, cùng với sự thống trị trong ngành sản xuất năng lượng và tài nguyên khoáng sản, nga có thể tiếp tục duy trì vị thế của mình và thậm chí còn vươn lên mạnh mẽ hơn trong bối cảnh thế giới đang thay đổi nhanh chóng tuy nhiên sự vô lý của hệ thống này đang dần bị phơi bày nhiều quốc gia đã bắt đầu tìm kiếm những giải pháp thay thế không còn muốn lệ thuộc vào đồng đô la mỹ họ không muốn đối mặt với nguy cơ bị mỹ trừng phạt hay bị lật đổ chế độ nếu như không tuân theo luật chơi của mỹ các quốc gia như Iran hay Triều Tiên là những ví dụ điển hình cho việc bị Mỹ cô lập về kinh tế chỉ vì không chịu tuân thủ hệ thống do Mỹ kiểm soát. Trong khi đó, Libya và Iraq là những quốc gia đã phải gánh chịu hậu quả khủng khiếp khi cố gắng chống lại hệ thống này. Thế nhưng, thời thế đang thay đổi. Mỹ hiện tại không còn là bá chủ tuyệt đối nữa. Hai cường quốc lớn nhất thế giới hiện nay, Trung Quốc và Nga, đang dần trở thành những đối thủ mạnh mẽ, không dễ bị Mỹ kiểm soát. Nhưng quốc gia này không chỉ dựa vào quân sự mà còn xây dựng nền tảng tài chính dựa trên hàng hóa vật chất như vàng và bạc. Điều này đang dần làm suy yếu đồng đô la Mỹ và đe dọa tới sự thống trị của Mỹ trên thị trường tài chính quốc tế. Trong khi Mỹ và các đồng minh phương Tây vẫn đang tiếp tục áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế lên Nga thì nền kinh tế của Nga lại vẫn vững vàng. Điều này phần lớn là nhờ vào việc Nga đã chuẩn bị sẵn một hệ thống kinh tế độc lập không phụ thuộc vào phương Tây. Nga không chỉ dựa vào nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú của mình mà còn tăng cường hợp tác với các quốc gia khác trong BRICS để xây dựng một hệ thống tài chính toàn cầu mới. Hệ thống này sẽ không còn phụ thuộc vào đồng đô la mà thay vào đó, các quốc gia sẽ giao dịch bằng hàng hóa thực như vàng, bạc và các tài nguyên khác. Việc xây dựng một hệ thống tài chính dựa trên tài sản vật chất sẽ giúp các quốc gia không còn phải lệ thuộc vào Mỹ và phương Tây, đặc biệt là trong bối cảnh đồng đô la đang mất giá trị do chính sách in tiền không kiểm soát của Mỹ. Trong khi các quốc gia phương Tây phải vật lộn với lạm phát và khủng hoảng kinh tế, thì Nga và các đối tác của mình đang dần trở thành những người chơi chính trong hệ thống tài chính toàn cầu mới. Điều này không chỉ mang lại lợi ích kinh tế cho các quốc gia tham gia mà còn giúp họ giảm thiểu rủi ro từ các biện pháp trừng phạt của phương Tây. Ngoài ra, sự mở rộng ảnh hưởng của Nga tại Trung Đông và châu Phi cũng là một phần trong chiến lược tổng thể của Nga để phá vỡ hệ thống petrodollar của Mỹ. Nhiều quốc gia giàu tài nguyên tại các khu vực này đang ngày càng mất niềm tin vào phương Tây và tìm kiếm sự hợp tác với Nga. Điều này không chỉ giúp Nga có được nguồn tài nguyên quý giá mà còn giúp họ củng cố vị thế của mình trên trường quốc tế, đặc biệt là trong lĩnh vực tài chính và năng lượng. Trong tương lai, nếu nga và các quốc gia brics có thể xây dựng thành công một hệ thống tài chính toàn cầu mới dựa trên hàng hóa và tài sản vật chất thì vai trò của đồng đô la mỹ trong nền kinh tế thế giới sẽ dần suy yếu điều này sẽ khiến mỹ mất đi quyền kiểm soát tài chính toàn cầu và làm giảm sức mạnh của họ trên trường quốc tế thay vào đó một hệ thống tài chính đa cực nơi các quốc gia không còn phải lệ thuộc vào đồng đô la sẽ dần hình thành và điều này chắc chắn sẽ làm thay đổi cục diện của nền kinh tế toàn cầu trong những năm tới. Phần 4. Sức mạnh ngoại giao của Nga Trong bối cảnh chiến sự tại Ukraine, không ít người đã đưa ra những nhận định thiếu chính xác về chiến lược của Nga, cho rằng Nga bị xa lầy và không thể giành thắng lợi nhanh chóng. Tuy nhiên, cần nhìn nhận thực tế một cách toàn diện để hiểu được rằng Nga không chỉ chiến đấu với Ukraine mà còn đang đối đầu với cả phương Tây do Mỹ lãnh đạo trước tình thế bị bao vây cấm vận và cô lập từ phía các nước phát triển nga vẫn tiếp tục tổ chức thành công hội nghị brics với sự tham dự của lãnh đạo từ nhiều quốc gia lớn trên thế giới bao gồm cả việt nam điều này chứng minh rằng những nhận định tiêu cực về nga là không đúng đắn một hội nghị brics chứng minh sức mạnh ngoại giao của nga brics là khối các nền kinh tế mới nổi gồm brazil nga ấn độ trung quốc và nam phi trong bối cảnh địa chính trị căng thẳng, việc tổ chức thành công một hội nghị quốc tế lớn như vậy tại Nga cho thấy sự uy tín và vị thế của quốc gia này trên trường quốc tế. Hội nghị diễn ra tại thành phố Karan từ ngày 22 tháng 10 năm 2023. Và đây là lần đầu tiên BRICS mở rộng với sự gia nhập của một loạt các quốc gia mới như Ai Cập, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Ethiopia và Iran. Đáng chú ý, Ả Rập Xê Út, quốc gia trùm dầu mỏ, cũng chính thức công bố kế hoạch gia nhập BRICS vào tháng 8 năm 2023 và quá trình gia nhập chính thức sẽ bắt đầu từ tháng 1 năm 2024. Sự tham gia của các quốc gia này đánh dấu một bước tiến lớn cho BRICS, đặc biệt là trong bối cảnh thế giới đang chứng kiến sự chuyển dịch quyền lực từ phương Tây sang các nền kinh tế mới nổi. Hiện tại, đã có hơn 34 quốc gia bày tỏ quan tâm đến việc tham gia hoặc hợp tác với BRICS cho thấy sức hút và ảnh hưởng ngày càng gia tăng của khối này. Điều này cũng đặt ra câu hỏi lớn về tuyên bố của phương Tây, khi chỉ một phần tư dân số thế giới thuộc các nước phát triển nhưng lại tự cho mình quyền đại diện cho toàn bộ thế giới. Sự mở rộng của BRICS là một minh chứng rõ ràng cho việc Nga không hề bị cô lập như một số người vẫn nghĩ. 2. Chiến lược chậm mà chắc của Nga tại Ukraine. Một số người cho rằng Nga hoàn toàn có khả năng giành chiến thắng nhanh chóng trong cuộc chiến tại Ukraine nhưng lại không làm vậy. Điều này khiến nhiều người lầm tưởng rằng Nga đang gặp khó khăn hoặc bị xa lầy. Thực tế, Nga đang thực hiện một chiến lược chiến đấu chậm mà chắc nhằm tiêu hao nguồn lực của phương Tây và NATO, đồng thời bảo vệ cư dân ở các khu vực kiểm soát tại Đông Nam Ukraine. Nếu Nga chọn cách tấn công nhanh và hủy diệt Ukraine, chắc chắn dân thường sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng và dẫn đến việc Nga bị cô lập hoàn toàn trên trường quốc tế phương tây sẽ có lý do để gia tăng áp lực buộc các quốc gia khác phải đứng về phía mình và cô lập nga về kinh tế chính trị thay vào đó nga đã chọn phương án đánh chậm nhưng chắc vừa chiến đấu vừa bình định các khu vực đã kiểm soát xây dựng cơ sở hạ tầng và khôi phục đời sống cho người dân nhờ chiến lược này nga không những không bị cô lập mà còn thu hút sự ủng hộ từ nhiều quốc gia một minh chứng rõ ràng là trong bối cảnh phương tây liên tục chỉ trích và cấm vận nga nhiều nước vẫn tham dự hội nghị BRICS tại Nga. Điều này cho thấy các quốc gia trên thế giới không bị phương Tây dẫn dắt hoàn toàn và bắt đầu nhìn nhận lại mối quan hệ của mình với Nga. Đặc biệt, với các quốc gia Trung Đông và châu Phi giàu tài nguyên, Nga đang nhanh chóng mở rộng tầm ảnh hưởng và thiết lập các mối quan hệ đối tác chiến lược, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng và tài chính. 3. Cấm vận phương Tây và sự sống còn của Nga. Mặc dù bị cấm vận ngặt nghèo từ phía phương Tây, Nga không chỉ duy trì mà còn phát triển kinh tế mạnh mẽ. Điều này làm dấy lên nhiều câu hỏi về hiệu quả thực sự của các biện pháp trừng phạt mà Mỹ và châu Âu áp đặt lên Nga. Một trong những ví dụ rõ ràng nhất là việc Liên minh châu Âu (EU) dù liên tục tuyên bố cấm vận Nga về năng lượng, lại trở thành khách hàng mua khí đốt hóa lỏng lớn nhất của Nga trong năm qua, chi hơn 6 tỷ euro để nhập khẩu năng lượng từ quốc gia này. Điều này chỉ ra một thực tế rằng mặc dù chính trị có thể gây áp lực nhưng nhu cầu về năng lượng là điều không thể tránh khỏi và các nước châu âu không thể dễ dàng từ bỏ nguồn cung từ nga nga cũng đã bắt đầu xây dựng một hệ thống tài chính mới cùng với các đối tác trong brics nơi vàng và các kim loại quý đóng vai trò quan trọng thay thế cho đồng đô la mỹ điều này nhằm đối phó với hệ thống tài chính phương tây dựa trên niềm tin và sức mạnh quân sự của mỹ khi nhiều quốc gia bắt đầu giao dịch dựa trên các hàng hóa vật chất như vàng thay vì đồng đô la, vị thế của Mỹ trong hệ thống tài chính toàn cầu sẽ dần bị lung lay. 4. Sự thất bại của hệ thống petrodollar. Một trong những lý do khiến đồng đô la Mỹ có giá trị lớn trên toàn cầu là nhờ hệ thống petrodollar, nơi các quốc gia buộc phải sử dụng đô la Mỹ để mua dầu mỏ. Hệ thống này đã giúp Mỹ duy trì vị thế bá chủ tài chính trong suốt nhiều thập kỷ. Bất chấp việc đồng đô la không còn dựa trên chế độ bản vị vàng từ năm 1971, tuy nhiên, Nga, Trung Quốc và nhiều quốc gia khác đang dần thay thế đồng đô la bằng các loại tiền tệ khác kha dựa trên các tài sản vật chất như vàng và dầu mỏ. Điều này đang dần làm suy yếu vị thế của petrodollar và đồng đô la Mỹ. Nga, với trữ lượng tài nguyên thiên nhiên khổng lồ, đang dẫn đầu trong việc thiết lập một hệ thống tài chính mới không phụ thuộc vào đồng đô la. Điều này không chỉ thách thức quyền lực của Mỹ mà còn mở ra một tương lai mới cho các quốc gia giàu tài nguyên như Trung Đông và châu Phi Ye, khi họ có thể giao dịch trực tiếp bằng vàng và hàng hóa mà không cần thông qua đồng đô la. Sự gia nhập của Ả Rập Xê Út vào BRICS cũng là một bước tiến quan trọng trong quá trình này khi quốc gia này có thể sẽ chấp nhận thanh toán dầu mỏ bằng các loại tiền tệ khác ngoài đô la Mỹ. Qua tất cả những điều trên, có thể thấy rằng Nga không hề bị cô lập hay yếu thế như một số người vẫn nghĩ. Thực tế, Nga đang thực hiện một chiến lược toàn diện từ mặt trận quân sự đến mặt trận kinh tế và ngoại giao, nhằm đối phó với phương Tây và xây dựng một trật tự thế giới mới. Sự thành công của hội nghị BRICS tại Nga và sự tham gia của nhiều quốc gia lớn cho thấy vị thế của Nga trên trường quốc tế không hề suy yếu, mà ngược lại đang ngày càng mạnh mẽ hơn. Phương Tây, với những biện pháp cấm vận và áp lực kinh tế, có thể đã gây ra nhiều khó khăn cho Nga nhưng không thể ngăn cản sự phát triển của quốc gia này. Thay vào đó, Nga đã tận dụng những thách thức để xây dựng một hệ thống tài chính mới, không phụ thuộc vào đồng đô la và mở rộng tầm ảnh hưởng của mình trên toàn cầu. Đây chính là những động thái quan trọng, không chỉ đối với Nga mà còn đối với toàn thế giới. Khi một trật tự kinh tế mới đang dần hình thành, thách thức sự thống trị của phương Tây. Và, cấm vận phương Tây và sự sống còn của Nga. Mặc dù bị cấm vận ngặt nghèo từ phía phương Tây, Nga không chỉ duy trì mà còn phát triển kinh tế mạnh mẽ. Điều này làm dấy lên nhiều câu hỏi về hiệu quả thực sự của các biện pháp trừng phạt mà Mỹ và châu Âu áp đặt lên Nga. Một trong những ví dụ rõ ràng nhất là việc Liên minh châu Âu (EU) dù liên tục tuyên bố cấm vận Nga về năng lượng, lại trở thành khách hàng mua khí đốt hóa lỏng lớn nhất của Nga trong năm qua, chi hơn 6 tỷ euro để nhập khẩu năng lượng từ quốc gia này điều này chỉ ra một thực tế rằng mặc dù chính trị có thể gây áp lực nhưng nhu cầu về năng lượng là điều không thể tránh khỏi và các nước châu âu không thể dễ dàng từ bỏ nguồn cung từ nga nga cũng đã bắt đầu xây dựng một hệ thống tài chính mới cùng với các đối tác trong brics nơi vàng và các kim loại quý đóng vai trò quan trọng thay thế cho đồng đô la mỹ điều này nhằm đối phó với hệ thống tài chính phương tây dựa trên niềm tin và sức mạnh quân sự của mỹ khi nhiều quốc gia bắt đầu giao dịch dựa trên các hàng hóa vật chất như vàng thay vì đồng đô la, vị thế của Mỹ trong hệ thống tài chính toàn cầu sẽ dần bị lung lay. 4. Sự thất bại của hệ thống petrodollar. Một trong những lý do khiến đồng đô la Mỹ có giá trị lớn trên toàn cầu là nhờ hệ thống petrodollar, nơi các quốc gia buộc phải sử dụng đô la Mỹ để mua dầu mỏ. Hệ thống này đã giúp Mỹ duy trì vị thế bá chủ tài chính trong suốt nhiều thập kỷ. Bất chấp việc đồng đô la không còn dựa trên chế độ bản vị vàng từ năm 1971, tuy nhiên, Nga, Trung Quốc và nhiều quốc gia khác đang dần thay thế đồng đô la bằng các loại tiền tệ khác kha dựa trên các tài sản vật chất như vàng và dầu mỏ. Điều này đang dần làm suy yếu vị thế của petrodollar và đồng đô la Mỹ. Nga, với trữ lượng tài nguyên thiên nhiên khổng lồ, đang dẫn đầu trong việc thiết lập một hệ thống tài chính mới không phụ thuộc vào đồng đô la. Điều này không chỉ thách thức quyền lực của Mỹ, mà còn mở ra một tương lai mới cho các quốc gia giàu tài nguyên như Trung Đông và Châu Phi -E, khi họ có thể giao dịch trực tiếp bằng vàng và hàng hóa mà không cần thông qua đồng đô la. Sự gia nhập của Ả Rập Xê Út vào BRICS cũng là một bước tiến quan trọng trong quá trình này, khi quốc gia này có thể sẽ chấp nhận thanh toán dầu mỏ bằng các loại tiền tệ khác ngoài đô la Mỹ. Qua tất cả những điều trên, có thể thấy rằng Nga không hề bị cô lập hay yếu thế như một số người vẫn nghĩ. Thực tế, Nga đang thực hiện một chiến lược toàn diện từ mặt trận quân sự đến mặt trận kinh tế và ngoại giao, nhằm đối phó với phương Tây và xây dựng một trật tự thế giới mới. Sự thành công của hội nghị BRICS tại Nga và sự tham gia của nhiều quốc gia lớn cho thấy vị thế của Nga trên trường quốc tế không hề suy yếu, mà ngược lại đang ngày càng mạnh mẽ hơn. Phương Tây, với những biện pháp cấm vận và áp lực kinh tế, có thể đã gây ra nhiều khó khăn cho Nga, nhưng không thể ngăn cản sự phát triển của quốc gia này thay vào đó nga đã tận dụng những thách thức để xây dựng một hệ thống tài chính mới không phụ thuộc vào đồng đô la và mở rộng tầm ảnh hưởng của mình trên toàn cầu đây chính là những động thái quan trọng không chỉ đối với nga mà còn đối với toàn thế giới khi một trật tự kinh tế mới đang dần hình thành thách thức sự thống trị của phương tây một điều đáng chú ý là việc phương tây tự tay đẩy nga vào thế phải tăng cường hợp tác với các quốc gia ngoài châu Âu. Điều này không chỉ giúp Nga tránh được các tác động tiêu cực từ cấm vận mà còn giúp nước này mở rộng thị trường, đặc biệt là tại châu Á. Chúng ta đã thấy điều này qua việc Nga tham gia vào các hội nghị quốc tế như BRICS, nơi mà các nước như Trung Quốc, Ấn Độ và thậm chí cả các quốc gia Ả Rập đã tỏ rõ sự ủng hộ đối với Nga. Hội nghị này không chỉ là một dấu hiệu cho thấy Nga không bị cô lập trên trường quốc tế mà còn là minh chứng cho sự thất bại của phương tây trong việc cô lập nga về mặt kinh tế và ngoại giao phương tây đã phạm phải một sai lầm chiến lược lớn khi nghĩ rằng cấm vận có thể làm nga suy yếu thay vào đó nga đã tìm ra những cách thức để biến những lệnh cấm vận đó thành cơ hội việc chuyển hướng xuất khẩu năng lượng sang châu á không chỉ giúp nga duy trì nguồn thu nhập quan trọng mà còn tạo điều kiện cho các quốc gia đối tác như ấn độ và trung quốc hưởng lợi từ sự tranh lệch giá điều này đã làm suy yếu khả năng cạnh tranh của châu âu trên thị trường toàn cầu và có thể dẫn đến một sự thay đổi lớn trong cán cân quyền lực kinh tế thế giới trong tương lai thêm vào đó sự bất ổn trong nội bộ châu âu càng làm rõ những mâu thuẫn và dạn nứt giữa các quốc gia thành viên những bất đồng về cách ứng phó với nga cũng như tác động kinh tế từ các lệnh trừng phạt đã khiến eu ngày càng chia rẽ chúng ta đã thấy những quốc gia như hungary và slovakia Công khai chống đối các lệnh trừng phạt mới, trong khi những quốc gia như Đức và Pháp lại phải đối mặt với áp lực chính trị trong nước. Nếu tình hình tiếp tục như vậy, không loại trừ khả năng EU có thể bị tan rã trong tương lai khi mà lợi ích kinh tế và chính trị của các quốc gia thành viên không còn đồng nhất. Tóm lại, các lệnh cấm vận mà phương Tây áp đặt lên Nga đã không đạt được hiệu quả như mong đợi. Thay vì làm suy yếu Nga, chúng lại gây ra những hệ quả tiêu cực cho chính các nước phương Tây. Từ việc giá năng lượng tăng cao, lạm phát leo thang cho đến sự chia rẽ nội bộ trong EU. Ngược lại, Nga đã biết cách tận dụng tình thế này để tăng cường quan hệ kinh tế với các quốc gia ngoài châu Âu, đặc biệt là các nền kinh tế mới nổi tại châu Á. Đây chính là một chiến thắng chiến lược của Nga, khi mà nước này không chỉ vượt qua được các lệnh trừng phạt mà còn củng cố vị thế của mình trên trường quốc tế. phần 6. Hậu quả ngược của các đòn trừng phạt và sự vươn lên của Nga. 1. Mùa đông khắc nghiệt cho châu Âu. Mùa đông sắp tới sẽ là một thử thách cực kỳ lớn đối với châu Âu, đặc biệt là trong bối cảnh thiếu hụt nguồn cung năng lượng. Những năm trước, châu Âu đã phụ thuộc rất lớn vào nguồn khí đốt và dầu mỏ từ Nga với mức giá rẻ và nguồn cung dồi dào. Tuy nhiên, do các biện pháp cấm vận và trừng phạt Nga sau xung đột với Ukraine, giờ đây châu Âu đã tự đẩy mình vào tình thế khó khăn phải tìm nguồn năng lượng thay thế với giá cả cao hơn rất nhiều. Nhiều quốc gia châu Âu đã phải chật vật tìm kiếm các nguồn cung cấp khác như Mỹ, Qatar và Na Uy, nhưng năng lượng từ những nguồn này không chỉ có giá cao hơn mà còn không đủ đáp ứng nhu cầu khổng lồ của châu lục. Điều này khiến cho châu Âu phải đối mặt với nguy cơ khủng hoảng kép, vừa khan hiếm năng lượng, vừa chịu áp lực lạm phát tăng cao. Ngoài ra, việc khan hiếm năng lượng trong mùa đông không chỉ ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân mà còn gây tổn thất lớn cho ngành công nghiệp. Các doanh nghiệp phải chịu chi phí sản xuất cao hơn, dẫn đến nguy cơ phá sản hàng loạt. Thêm vào đó, giá cả thực phẩm và hàng hóa tăng mạnh khiến người dân ngày càng bất mãn. Điều này có thể đẩy châu Âu vào một giai đoạn bất ổn chính trị, khi các cuộc biểu tình và các cuộc khủng hoảng xã hội ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. 2. Nga thoát khỏi vòng kiềm tỏa nhiều người có thể thắc mắc tại sao nga một quốc gia giàu tài nguyên như dầu mỏ và khí đốt lại vẫn bị coi là một nước kinh tế yếu nhưng điều mà ít người hiểu rõ là trong nhiều năm nga đã bị phương tây kìm kẹp và giới hạn khả năng khai thác hết tiềm năng tài nguyên của mình các biện pháp cấm vận kiểm soát và các rào cản thương mại đã khiến nga gặp nhiều khó khăn trong việc phát triển nền kinh tế của mình tuy nhiên dưới sự lãnh đạo của tổng thống putin nga đã dần dần thoát khỏi sự kiểm soát này Putin đã tận dụng thời cơ để đưa nga vượt qua những thách thức do phương tây đặt ra và đang dần khôi phục lại sức mạnh kinh tế của quốc gia những biện pháp trừng phạt của phương tây giờ đây không còn gây tổn thất lớn cho nga như trước thay vào đó nga đã học cách thích nghi và phát triển theo một hướng mới không phụ thuộc vào các thị trường phương tây nga đã chuyển hướng xuất khẩu năng lượng sang các quốc gia châu á như ấn độ và trung quốc điều này không chỉ giúp nga duy trì nguồn thu nhập mà còn củng cố mối quan hệ chiến lược với các cường quốc mới nổi. Thậm chí, có những nhận định cho rằng Nga có thể vượt lên và cạnh tranh với các nước lớn khác trên thế giới về vị thế kinh tế. 3. Cơ hội phục hồi và vươn lên của Nga. Một trong những câu hỏi lớn hiện nay là liệu Nga có thể tiếp tục phát triển và vươn lên các vị trí cao hơn trong bảng xếp hạng các nền kinh tế lớn của thế giới hay không. Hiện tại Nga đang đứng thứ 11 trên thế giới về GDP theo số liệu của IMF năm 2023, trong khi Ấn Độ đứng thứ 5. Với tiềm năng tài nguyên và sự chuyển hướng chiến lược, Nga hoàn toàn có thể vươn lên vị trí cao hơn trong những năm tới. Việc Nga tăng cường quan hệ với các đối tác châu Á như Trung Quốc và Ấn Độ là một bước đi khôn ngoan, giúp Nga giảm bớt sự phụ thuộc vào các thị trường phương Tây điều này cũng đồng nghĩa với việc các quốc gia phương tây đặc biệt là châu âu sẽ phải đối mặt với những thách thức lớn hơn trong việc duy trì sự cạnh tranh trên thị trường toàn cầu châu âu với giá nhân công cao giờ đây lại còn phải đối mặt với chi phí năng lượng tăng vọt trong khi đó các quốc gia châu á lại đang tận dụng lợi thế của nguồn năng lượng giá rẻ từ nga điều này không chỉ làm suy yếu khả năng cạnh tranh của châu âu mà còn khiến họ phải trả giá cao hơn cho cùng một loại năng lượng mà trước đó họ có thể mua từ Nga với giá rẻ. Mốm, sự đổi thay của cục diện quốc tế. Chính sách cấm vận Nga của phương Tây đã dẫn đến những hệ quả không ngờ tới, trong khi mục tiêu ban đầu của các biện pháp trừng phạt là làm suy yếu Nga và ngăn chặn nước này trong xung đột với Ukraine, thì thực tế lại thấy Nga không chỉ tránh được những tác động tiêu cực mà còn trở nên mạnh mẽ hơn. Nga đã thành công trong việc tái cấu trúc nền kinh tế, tìm kiếm các thị trường mới và tăng cường xuất khẩu năng lượng sang các nước ngoài châu âu điều này đã khiến cho phương tây đặc biệt là châu âu rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan một mặt họ không thể dỡ bỏ các lệnh cấm vận vì điều đó sẽ làm mất mặt và cho thấy sự yếu kém trong chính sách của họ mặt khác nếu tiếp tục duy trì các biện pháp này họ sẽ phải đối mặt với những hệ quả kinh tế ngày càng nghiêm trọng hơn đặc biệt là trong bối cảnh giá năng lượng và lạm phát gia tăng Tương lai của Nga trong cục diện quốc tế đang trở nên rõ ràng hơn. Với sự phát triển vượt bậc trong quan hệ với các đối tác châu Á, Nga có thể sẽ trở thành một cường quốc kinh tế lớn hơn trong những năm tới. Và nếu châu Âu muốn khôi phục lại mối quan hệ kinh tế với Nga, chắc chắn họ sẽ phải trả một cái giá đắt hơn rất nhiều so với trước đây. Trong bối cảnh hiện tại, việc Nga vươn lên không chỉ là một khả năng mà còn là một hiện thực rõ ràng. Các biện pháp cấm vận và trừng phạt của phương Tây không những không làm Nga suy yếu mà còn tạo ra cơ hội để Nga tái cơ cấu và phát triển mạnh mẽ hơn. Châu Âu dù đã cố gắng tìm kiếm nguồn năng lượng khác nhưng vẫn phải đối mặt với những thách thức lớn từ giá cả tăng cao và sự cạnh tranh khốc liệt từ các đối thủ châu Á. Câu hỏi đặt ra là liệu châu Âu có thể tiếp tục duy trì những chính sách hiện tại hay không khi mà người dân và các doanh nghiệp đang ngày càng chịu áp lực từ khủng hoảng năng lượng và lạm phát. Và liệu Nga có thể tiếp tục vươn lên và xoán ngôi vị trí thứ ba của Ấn Độ trên bảng xếp hạng kinh tế thế giới hay không? Điều này hoàn toàn có thể xảy ra và chúng ta sẽ cùng chờ xem điều gì sẽ diễn ra trong tương lai. Lời kết Với sự kiện Nga vượt qua Nhật Bản, trở thành nền kinh tế lớn thứ tư thế giới theo sức mua tương đương, chúng ta đang chứng kiến một bước ngoặt quan trọng trong cục diện kinh tế toàn cầu. Những biện pháp trừng phạt từ phương Tây dường như đã không thể ngăn cản đà phát triển của Nga. Thay vào đó, đất nước này đã tìm cách tận dụng những lợi thế tài nguyên thiên nhiên và xây dựng mối quan hệ kinh tế mạnh mẽ với các quốc gia khác, đặc biệt là châu Á để duy trì sự tăng trưởng. Tuy nhiên, như chúng tôi đã phân tích trong video, Nga sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức trong những năm tới, bao gồm việc đa dạng hóa nền kinh tế và giải quyết các vấn đề cơ cấu. Tương lai sẽ ra sao? Điều đó phụ thuộc vào các quyết sách chiến lược của chính phủ Nga cũng như những thay đổi trong môi trường kinh tế quốc tế. Các bạn nghĩ gì về sự phát triển này? Liệu Nga có thể tiếp tục duy trì vị trí của mình trong top 4 nền kinh tế lớn nhất thế giới hay sẽ gặp phải những thách thức lớn hơn? Hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Đừng quên nhấn đăng ký bấm chuông thông báo và chia sẻ video nếu bạn thấy nội dung này hữu ích chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin kinh tế chính trị mới nhất từ khắp nơi trên thế giới hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo